Xin chào tất cả mọi người Đây là chương trình live stream buổi tối ngày 2 tháng 6 năm 2022 Hôm nay thì Vlog Minh Hải sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện liên quan đến huấn viên Gong OQ Huấn viên Park Hang Seo Con đường nào khiến huấn viên Gong OQ sang Việt Nam Và lý do nào huấn viên Park Hang Seo lại lựa chọn huấn viên Gong OQ Và cả hai người đều có một cái sự quan tâm chung Mang tên Thái Lan và ngày hôm nay sẽ là ngày mà triều đại huấn viên công OQ bắt đầu ngày đầu tiên và ông đang phải chịu một cực một chịu cực kỳ nhiều khó khăn và một cái áp lực cực kỳ lớn. Đó là đi lại bước chân cực kỳ thành công và vĩ đại của huấn viên Park Hang-seo khi ông Park Hang-seo đã tạo dựng được tất cả mọi thứ bắt đầu với keyword đó là Thái Lan. Hôm nay thì uh, Vlog Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện này. Và tất nhiên chúng ta sẽ nói một chút liên quan đến À, một cái câu hỏi ngày hôm nay mà mình thấy cũng rất là hay. Hôm nay có một bạn hỏi mình một câu là anh ơi tại sao mà các huấn luyện viên trưởng của các đội bóng Đông Nam Á lại ghét nhau như thế? À, và chúng ta có thể nhìn thấy trong thời gian vừa rồi gần như là ngay cả khi họ là đồng hương, ngay cả khi họ là những người bạn rất là thân thiết, nhưng một khi đã bị đặt ở một cái à, vị thế đối đầu với nhau thì đương nhiên là họ cũng không thể làm bạn với nhau được thì ở phần 2 của chương trình mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện đó. Còn phần đầu vẫn là câu chuyện liên quan đến huấn luyện viên Gong Kyu và huấn luyện viên Park Hang-seo. Đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định luôn, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi qua một con đường vĩ đại, một con đường cực kỳ thành công và khai phá ra một cái khái niệm mà chúng ta gọi là huấn luyện viên Hàn Quốc ở Đông Nam Á. Sau đó thì hàng loạt những huấn luyện viên của Hàn Quốc đã có cơ hội ở Đông Nam Á và mang lại rất nhiều những cái cơ hội về công việc cũng như là cơ hội về tiền bạc không phải ai cũng thành công nhưng rõ ràng có một điều huấn luyện viên sinti yang đang có mặt ở indonesia cũng nằm trong số đó huấn luyện viên park hà nội đến rồi lại đi cũng nằm trong số đó bây giờ huấn luyện viên gông âu cũng tương tự như vậy bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện liên quan đến huấn luyện viên park hang seo tại sao lại lựa chọn huấn luyện viên gông q thì uh, câu chuyện nó bắt đầu từ cái buổi đàm phán hợp đồng giữa liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên park hang seo theo đó thì huấn luyện viên park hang seo đề nghị là ông sẽ không còn cầm đội U23 nữa và chỉ cầm đội tuyển quốc gia thôi. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được hai lời đề nghị cực kỳ quan trọng. Một là của các bác trên trung ương là thôi có thể là nghỉ không làm U23 nữa nhưng mà thôi giúp nốt cái đội dự SEA Games vì SEA Games tổ chức ở trên sân nhà. Chúng ta nhất toàn đoàn là điều đương nhiên nhưng vấn đề là nếu chúng ta nhất toàn đoàn mà bóng đá nam không vô địch thì đấy lại có thể là một cái một cái bước lùi và đấy có thể là một trong những cái dấu hiệu để chúng ta quyết định là sea games chúng ta không thành công đấy là cái lời đề nghị đầu tiên của các bác trên trung ương lời đề nghị thứ hai là từ phía liên đoàn bóng đá việt nam mà cái này là trực tiếp ảnh hưởng đến huấn luyện viên gong oku là huấn luyện viên park hang seo nhận được lời đề nghị từ liên đoàn bóng đá việt nam rằng lựa chọn cho đội u hai việt nam thời hậu huấn luyện viên park hang seo một huấn luyện viên mà có thể kế tục được những cái nền tảng mà huấn luyện viên Park Hang Seo đã để lại. Hay nói một chính xác hơn là thôi, huấn luyện viên Park Hang Seo lựa chọn cho một người Hàn Quốc làm sao đấy gần với ông về mặt con người, gần với ông về mặt triết lý bóng đá. Và cuối cùng thì công ty DJ Management là công ty mà đang quản lý huấn luyện viên Park Hang Seo, quản lý huấn luyện viên Lee Jin, quản lý uh, cả bác sĩ Choi nữa thì đã đi tìm và cuối cùng đưa ra một lời đề nghị dành cho huấn luyện viên Kim Kyu. Theo thông tin mà mình có được thì huấn luyện viên Gomoku không phải là sự lựa chọn số 1 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông chỉ là sự lựa chọn số 2 thôi. Đầu tiên thì đã lựa chọn được một người rồi, nhưng sau đó ở giây phút cuối cùng thì anh chàng này lại muốn làm việc ở Hàn Quốc hơn. Cho nên là huấn luyện viên Gomoku là người thứ hai nhưng lại được Liên đoàn bóng đá Việt Nam lựa chọn vì ứng cử viên số 1 đã rút lui. Thứ hai nữa là nguyên nhân vì sao và đặc biệt là dựa trên tiêu chí nào để huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn huấn luyện viên Go Gong Kyu thì nó có 3 ba yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là ông Gong -Go Kyu thực sự cũng là một tên tuổi lớn trong làng bóng đá của Hàn Quốc. Không chỉ là ở khía cạnh của một cầu thủ mà còn là ở khía cạnh của một huấn luyện viên, một trợ lý thì chính xác hơn. Và ông cực kỳ nổi bật trong vai trò của một trợ lý ở đội U17, U20 Hàn Quốc rồi sau đó ông cũng đã được giao những đội trẻ và người mà tạo cơ hội cho huấn luyện viên Q để làm việc ở cấp đội tuyển đấy chính là huấn luyện viên Sinty Yang. Ông Sinti Yang thì các bạn biết rồi trước đây thì cũng là huấn luyện viên trưởng của đội Hàn Quốc và cũng đã có thời gian nắm giữ những cái vị trí rất là trọng trách của lên liên đoàn bóng đá à, Hàn Quốc giao phó nhất là những cái vị trí liên quan đến kỹ thuật à, ví dụ như là vị trí giám đốc kỹ thuật chẳng hạn. Thì huấn luyện viên Shin Tae-yang là người mà được quyền lựa chọn. Ví dụ như là huấn luyện viên trưởng này, các trợ lý để làm sao họ xây dựng ra một hệ thống. Thì huấn luyện viên Shin Tae-yang đã giới thiệu huấn luyện viên Gong Oh-kyu và ông Gong Oh-kyu bắt đầu sự nghiệp à, làm trợ lý ở các đội tuyển quốc gia Hàn Quốc bắt đầu từ thời điểm đó. Và khi huấn luyện viên à, Gong Oh-kyu à, kết thúc thời gian đó cũng là thời điểm mà huấn luyện viên Shin Tae-yang không còn làm cái chức vụ giám đốc kỹ thuật cho Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc nữa và ông chuyển sang để làm huấn luyện viên trưởng của đội Indonesia thì huấn luyện viên Sintieng cũng là người đưa ông Gongoq đi cùng và đấy là một yếu tố quan trọng cái yếu tố quan trọng của huấn luyện viên Gongoq nó nằm ở hai khía cạnh khía cạnh đầu tiên là về chuyên môn khỏi phải bàn đúng không ạ một người đã từng được đề cử lên để làm huấn luyện viên phó ở các đội tuyển quốc gia nó không hề đơn giản thứ hai nữa là anh ấy đã cực kỳ À, phù hợp và cũng rất là quen với một cái vị trí là vị trí trợ lý. Vị trí trợ lý thì cần yếu tố gì? Có nhiều người chỉ làm được huấn luyện viên trưởng chứ không làm được trợ lý các bạn ạ. Nó hay lắm. Ví dụ như là nhiều người cái tôi của họ quá lớn, đấy và nhiều khi cái khát vọng của họ cũng lớn nữa, cái tính áp đặt của họ cao thì họ chỉ sinh ra để làm huấn luyện viên trưởng thôi. Còn huấn luyện viên phó là người phải mềm mỏng hơn là một người nhìn ra vấn đề nhưng cái cách tiếp cận vấn đề, cách mà chia sẻ vấn đề, cách gợi ý vấn đề cũng như là giải quyết vấn đề nó phải tế nhị hơn rất nhiều. Ví dụ huấn luyện viên trưởng chúng ta nói là quyết thôi, đá 442 là 442. Nhưng các trợ lý người ta sẽ phải tinh tế hơn. À em thấy đội này như thế này chúng ta đá 4141 có được không? Hay là em nghĩ trong cái đội hình như này chúng ta đá 451 có vẻ hợp lý hơn vì nó như này vì như thế kia. Thì cái vấn đề nằm ở chỗ là gì? Họ vừa nhìn ra vấn đề về mặt chiến thuật, họ vừa nhận được những cái Uh, những cái phân tích về mặt nhân sự nhưng họ lại có cái óc phản biện để làm sao đưa cho những người huấn luyện viên của mình một cái gợi ý nó đủ có sức nặng thì đấy chính là huấn luyện viên công ngô kêu cho nên mình nói với các bạn là có nhiều người nói là ở cả đời ông này chỉ biết làm trợ lý thôi xin thưa với các bạn làm trợ lý đôi khi khó hơn làm huấn luyện viên trưởng đấy làm huấn luyện viên trưởng thì khó hơn là bởi vì sao bởi vì anh ấy phải là người giúp cả đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm trước quyết định đó nhưng anh trợ lý cũng khó nhiều người cũng nói với mình là anh ơi, làm trợ lý không hề đơn giản đâu. Đấy, làm trợ lý đâu có phải là cứ cứ ngồi là là ok đâu. Không phải đấy, không phải là những người ngậm miệng ăn tiền. Đấy, không phải là những người mà sẵn sàng à, chỉ làm một cái việc nó đơn giản, tức là ở uh, ra xếp marker, huấn luyện viên bảo sao làm vậy như thế thì không phải. Đấy và huấn luyện viên Kim là người thực sự đã có được một cái nền tảng rất là tốt. Và người Hàn Quốc ấy cái này phải nói chia sẻ với các bạn cái này là cái mà mình cảm nhận thôi à, người hàn quốc có một cái đặc tính rất là rõ ràng là họ cực kỳ quan tâm và tôn trọng đến người đứng đầu hay là chúng ta gọi là sếp ví dụ huấn luyện phó thì rất quan tâm đến huấn luyện viên trưởng và ngược lại thì huấn luyện viên phó luôn luôn chúng ta gọi là thuần phục thì không đúng nhưng mà chúng chúng ta dùng cái từ tuân thủ hoàn toàn thì có vẻ hợp lý cho nên các bạn thấy không huấn luyện viên lee jin hay là bác sĩ choi không bao giờ nhận công lênh gì với mình cả tất cả mọi thứ đều là huấn luyện viên Park Hang-seo. Cái điều này mình thấy nó cũng rất là phù hợp. Bởi vì nếu như khi đội của chúng ta chịu thất bại, huấn luyện viên phó không phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Thì khi thành công, huấn luyện viên trưởng phải là người lựa chọn, phải là người có được cái sự ghi nhận lớn nhất. Thì sau đó, đang kể dở với các bạn, sau đó thì công ty DJ Management mới có ngỏ lời mời với huấn luyện viên Gong -Go Okiu. Và huấn luyện viên Gong -Go Okiu thì đồng ý. Và như thế ông đã trở thành người của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Goku cũng đã từng có rất là nhiều những cái sự chia sẻ với lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, với những người làm việc thân thiết với ông là huấn luyện viên Park Hang-seo phải nói là truyền nội công rất thâm hậu cho huấn luyện viên Goku và câu chuyện đầu tiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ chính là câu chuyện liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Làm thế nào để sống ở được ở Việt Nam? À, ở quanh khu vực chúng ta ở có những nhà hàng hàn quốc nào có những siêu thị hàn quốc nào và những cái khu mà có nhiều người hàn quốc sinh sống thứ hai quan trọng lắm nếu khi cần có sự hỗ trợ của người hàn quốc thì tìm kiếm ở trong những group nào đấy là những cái thông tin mà mình cho là huấn luyện viên park hang seo đã chia sẻ cực kỳ kỹ lưỡng cho dù nó diễn ra ở trong một bữa ăn nhưng mà thực tế ra là huấn luyện viên park hang seo cũng đã chia sẻ được rất nhiều với huấn luyện viên gongo q rồi cách làm việc với bóng đá Việt Nam như nào Cái đặc tính của người dân Việt Nam Của cầu thủ Việt Nam Và kể cả có những sự cảnh báo liên quan đến cách làm việc Đấy, Những cái thói quen làm việc của người Hàn Quốc Mà nó không phù hợp khi mang sang với văn hóa của người Việt Nam đó Và một cái câu chuyện nữa Cũng được huấn luyện viên Park Hang Seo nói Và đúng là cái con đường mà huấn luyện viên Park Hang Seo đã đi Là con đường mà huấn luyện viên Gong Kyu Đang chuẩn bị trải qua Và nó cũng có một cái điểm dừng chân chung Có tên là Thái Lan Huấn luyện viên Sơ đã từng kể là khi ông sang chuẩn bị sang Việt Nam, thì ông đã nghiên cứu xem là bóng đá Việt Nam khát khao thắng đội nào nhất và với bóng đá Việt Nam thì đâu là đối thủ cạnh tranh mà chúng ta mong muốn chiến thắng nhất? thì câu trả lời cuối cùng là Thái Lan và chúng ta biết là M150 Cup đấy là giải đấu đầu tiên huấn luyện viên Sơ cầm quân trận cầm quân đầu tiên của thầy là trận gặp Afghanistan hòa không đều. Sau đó là chúng ta lên đường dự mùa M 150 Cup trên đất Thái Lan. Và khi sang M150 Cup trên đất Thái Lan thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp U23 Việt Nam của chúng ta đánh bại Thái Lan ngay trên đất Thái. Và về sau chúng ta còn có những cái chiến thắng nữa. Ví dụ như là chiến thắng ở Kings Cup bằng bàn thắng duy nhất của Anh Đức sau đường truyền của Xuân Trường. Thì chúng ta thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo gây dựng được danh tiếng của mình một phần là nhờ những cái chiến thắng trước Thái Lan. Và nhờ có chiến thắng trước Thái Lan cho nên là cái niềm tin của chúng ta dành cho huấn luyện viên Seo nhiều hơn, tình yêu cũng nhiều hơn và đương nhiên rồi tất cả những cái sự đầu tư sẽ dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Về sau thì huấn luyện viên Seo còn có một chiến thắng đậm đà nữa uh, trước Thái Lan, đó là chiến thắng 4-0, đúng nhỉ? Chiến thắng 4-0 trong trận đấu thuộc vòng loại của vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Đấy, các bạn thấy hay không? Rất là hay. Đó là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn à, mọi người hỏi cái gì nhỉ? Vì mình đang trình bày cái câu chuyện huấn viên Park Hang Seo với huấn viên Gong Ok Kyu. Cho nên là mình không biết là các bạn đang hỏi về cái vấn đề gì. Các bạn có vấn đề gì thì các bạn đặt ra thôi. Có nhiều người thì cũng đang hỏi về vấn đề liên quan đến các cầu thủ U23 của chúng ta có bị có phải là đang bị tiêu chảy hay không. Rồi các cầu thủ của chúng ta liệu có khỏe hay không. Rồi tới đây thì đội của chúng ta sẽ đá như thế nào? Thì các bạn cứ từ từ đâu sẽ có đó vấn đề nó không phải nằm ở chỗ là chúng ta cứ phải nói là 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 là, là, là có bị tiêu chảy hay không Đấy, và chúng ta biết là hiện nay thì Hàn Quốc vừa mở tỷ số trước Malaysia với tỷ số một không bàn thắng duy nhất do công của Sang Min Ghi thực sự là mình muốn chia sẻ với các bạn hai cái thông tin quan trọng thông tin đầu tiên nếu mà các bạn đã hỏi rồi thì thôi cứ trả lời nhưng mà mình khép lại cái câu chuyện liên quan đến huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Gong -Go Oh đã sau là chúng ta sẽ mở ra cái câu chuyện tiếp theo à, một cái rất quan trọng mà mình muốn chia sẻ với các bạn là huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn huấn luyện viên Gong -Go Oh ở đây thì là hai huấn luyện viên khác nhau họ phải chịu trách nhiệm trước liên đoàn bóng đá Việt Nam một cách độc lập nhưng nói gì thì nói huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn đến huấn luyện viên Gong -Go Oh tuy nhiên thì huấn luyện viên Park Hang-seo lại có một cái cách làm việc mà mình thấy là rất là hợp lý và văn minh đấy là hoàn toàn tôn trọng những cái quyết định của huấn luyện viên Q. ví dụ như quyết định về mặt nhân sự hay là quyết định về mặt chiến lược chiến thuật đấy đấy là lý do vì sao huấn luyện viên Q đập đi cái hệ thống phòng ngự 5 người của chúng ta để thế vào đó là hệ thống 4 người đấy và thứ hai nữa là hôm nay trong cái buổi mà báo tuổi trẻ à, gọi là Uh, trao cái giải thưởng cho những cầu thủ xuất sắc nhất trận ở sea games thì có hỏi huấn luyện viên park hang seo là ai uh, đội uh, hôm nay đội về việt nam với thái lan thì uh, sẽ có kết quả như nào mình biết là kiểu gì huấn luyện viên park hang seo cũng nói là đội của chúng ta chiến thắng nhưng mà thực ra là không hề đơn giản các bạn có công nhận với mình không? Đấy Bởi vì là thái lan thì mạnh hơn trong khi u 23 việt nam lại đang có rất nhiều những vấn đề thái lan mạnh hơn vì sao? Vì có nhiều cầu thủ mà họ triệu tập lại từ châu âu còn về vấn đề liên quan đến tiêu chảy với U23 Việt Nam thì chia sẻ với các bạn là 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 chỉ có một vài cầu thủ thôi. Nói là cả đội bị tiêu chảy thì là sai. Hiện nay là theo thông tin mình có được là chỉ có khoảng 2 3 cầu thủ của chúng ta là bị thôi. Nhưng mà đấy đều là những cầu thủ quan trọng. Đấy đều là những cầu thủ rất là quan trọng. Ví dụ như là đương kim đội phó của U23 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games đó là Lý Công Hoàng Anh hay là một trong những cầu thủ cực kỳ quan trọng của hàng phòng ngự đó là thanh bình thì đây là những cầu thủ mà có một chút vấn đề liên quan đến rối loạn tiêu hóa và các bạn đấy bị bị tiêu chảy gọi là mình gọi là bị đau bụng thì nó chính xác hơn các bạn dùng từ tiêu chảy thế ra là mình cũng cứ theo đấy à, thực sự là các cầu thủ của chúng ta ngày hôm nay số lượng thì phải đến nửa đội nửa đội mà hiện nay thì đang bị cho là có nguy cơ là là do đường ăn uống Tức là do chúng ta các cầu thủ đã ăn những cái món vì thực sự là đôi khi chúng ta cũng không dám nói điều đó. Đấy, nhưng mà các bạn yên tâm là chống mất nước rồi tất cả các liệu pháp của chúng ta đã xử lý được rồi. Cho nên là các bạn không 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 có vấn đề gì cả. Chúng ta cứ chờ thôi. Mình cũng đang hỏi thêm để cập nhật thêm thông tin liên quan đến đội rồi. Cho nên là các bạn không 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 có gì các bạn phải lo cả. Chỉ có một chút vấn đề liên quan đến tình hình bị ngộ độc một tí thôi cho nên là các bạn mình nghĩ là chắc là không có vấn đề gì đâu. Các cầu thủ của chúng ta sẽ hiện nay thì các bác sĩ đang xử lý khá là tốt để cho các cầu thủ. Tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng một phần vì các bạn biết là bị tiêu chảy thì nhiều khi nó cũng rất là khó, không hề đơn giản một tí nào. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không để mình chia sẻ tiếp với các bạn. Thực sự là đến bây giờ thì chúng ta cũng chưa thể biết được là là huấn luyện viên Gomoku có sử dụng được Nguyễn Thanh Bình hay là Lý Công Hoàng hay không cái này thì chưa ai biết bởi vì là thông tin hiện nay liên đoàn thì cũng chưa có thông báo gì cả. Cho nên là cũng chưa nắm được nhưng mà khả năng cao là mọi thứ ổn. Các bạn đợi mình tí mình sẽ hỏi thêm nữa, mình đang cập nhật xem là tình hình của các cầu thủ ở bên đấy như thế nào. Thực ra thì cái vấn đề liên quan đến ăn uống thì nó cũng thật sự là với tất cả các đội thì vấn đề liên quan đến ăn uống nó nó rất quan trọng bởi vì tại sao mà các cầu thủ của chúng ta khi mà ăn uống luôn luôn phải có được sự đồng ý của bác sĩ nhiều người ra ngoài mua ly cà phê nghe có vẻ ổn nhưng mà không ổn thế nào đâu bởi vì biết đâu đấy trong đấy thành phần pha chế lại có doping thì sao biết đâu đấy chẳng may nó có vấn đề gì về liên quan đến đường tiêu hóa thì xử lý như thế nào nhưng cái đấy không hề đơn giản cho nên là bây giờ thì các huấn luyện viên chúng ta biết là có cái những có những người mà họ rất là cẩn trọng cho họ xây dựng cái quy chế quy chế cho đội như thế nào tức là nếu như một cầu thủ nào đấy bị phát hiện là sử dụng đồ ăn ngoài chưa được sự đồng ý của bác sĩ thì có thể là sẽ sẽ bị xử lý về mặt kỷ luật có thể là phạt tiền hoặc là nặng thì có thể là là không sử dụng còn với ban tổ chức thì không phải lo tất cả những đồ thức ăn của ban tổ chức cung cấp thì không phải lo về mặt doping đấy và cái quan trọng ở đây ấy, là các cầu thủ của chúng ta nó có quen hay không, tức là chúng ta có quen hay không nhiều nơi ví dụ như là giả sử chúng ta đến ăn cay quá thì chúng ta cũng có thể bị đau bụng, đấy. đấy là cái rất là bình thường. Theo thông tin mà mình có được thì đến thời điểm này là các cầu thủ của chúng ta hiện nay là đang không có vấn đề gì nặng lắm, đấy. Còn khả năng ra sân của hai cầu thủ đó là uh, Thanh Bình và Lý Công Hoàng Anh thì hiện nay vẫn đang bị bỏ ngỏ. Nhưng mà cá nhân mình đánh giá là khả năng cao là các bạn này hiện nay vào thời điểm này thì cũng đang đã khá hơn rất là nhiều rồi. Và tất nhiên là từ bây giờ đến lúc đấy chúng ta còn đến tận 3 hoặc bao nhiêu? À, bây giờ là 9 giờ, là 10 giờ chúng ta đã còn một tiếng nữa cơ. À, mình sẽ đấy là lý do vì sao hôm nay mình livestream muộn một tí để mình chờ khi nào mà chúng ta có 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 thông tin về đội hình ra sân thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thực ra cái thông tin này không cũng chả phải là một cái thông tin gì đấy nó quá mới mẻ đâu các bạn bị từ sáng ngày hôm nay rồi mà bị từ sáng ngày hôm nay rồi nhưng mà có hai điều một là không muốn cho các bạn à, à, bị à, phân tâm đấy, và cái thứ hai nữa là mình cũng sợ là là có thể là có những cái thông tin mà đôi khi nó đã được giải quyết rồi mà chúng ta chưa cập nhật kịp thì có thể là nó sẽ gây ra những cái khó khăn còn à, đội của chúng ta thì đúng là có tình hình bị à, ngộ độc. Bị cho là ngộ độc thực phẩm. Bởi vì là các cầu thủ của chúng ta bị đau bụng. Đấy mà bị khoảng tầm chục người từ sáng giờ là bị khoảng tầm chục người. Còn bây giờ thì thì à, hai người mà bị cho là bị nặng nhất. Đấy là trường hợp của Lý Công Hoàng Anh và trường hợp của Thanh Bình. Mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. ở bên uh, Uzbekistan cũng rất là cái cái điều kiện mình cũng cho rằng là nó cũng rất là rất là ổn đấy chứ còn không biết là như thế nào thực ra thì huấn uh, luyện viên uh, GOMOQ hiện nay đang có đội ngũ bác sĩ rất là tốt trong đấy có bác sĩ Choi mà bác sĩ Choi thì rất là hiểu cái cái cái, cái gu ẩm thực của các cầu thủ Việt Nam rồi cho nên mình nghĩ là sẽ không không phải có vấn đề gì đâu uh, trận đấu ngày hôm nay sẽ diễn ra vào lúc 20 22 giờ tức là 10 giờ tối tối ngày hôm nay các bạn có thể xem ở trên kênh VTV6, VTV5 hoặc các bạn có thể xem ở trên FPT Play à, bị từ trưa chứ không phải sáng, ok thì bị từ trưa nói chung là so với chúng ta thì thì thì, thì giờ nó, nó, mình với cả Uzbekistan thì hiện nay nó đang có cái 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 lệch cái về về múi giờ nói chung là đây là cái thông tin mà mình nghĩ là nó cũng bình thường. Bây giờ ở Việt Nam chúng ta đang là 20 giờ 52 phút, thì ở Uzbekistan nó đang là 18 giờ 52 đấy, 18 giờ 52 tức là 6 giờ 52 nó gần 7 giờ. Trận đấu này diễn ra vào lúc 8 giờ tối, cho nên là ở giờ Việt Nam của chúng ta là 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 là, là 22 giờ. Thực ra là cũng đã bị một khoảng thời gian khá là dài rồi cũng rơi vào độ khoảng tầm 7 8 tiếng rồi chứ không không phải là mới. Cho nên là các bạn không không có gì phải lo đâu. Mình nghĩ là huấn luyện viên Gong Go cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Ôi mọi người lại nói là về cái chuyện là người khác bỏ độc chúng ta thôi các bạn đừng nói như thế. Nói như thế phải tội chết. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn cái đội hình nhé Mình sẽ lấy đội hình cho các bạn Thì chúng ta sẽ biết được ngay là Là, là, là các bạn đấy uh, thi đấu như thế nào Đội xuất phát của chúng ta gồm có Nguyễn Văn Toản, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương Bùi Hoàng Việt Anh, uh, Vũ Tiến Long Đấy, đây mình sẽ lấy cho các bạn cái đội hình của chúng ta Cũng uh, chả có cái gì là mới lạ cả Tất nhiên là Thanh Bình thì không đá rồi và lý công hoàng anh thì cũng không đá như vậy là hai cầu thủ của chúng ta bị ngộ độc đều sẽ không có mặt trong trận đấu ngày hôm nay à, không có mặt trong đội hình xuất phát đây chúng ta nhìn thấy huấn uh, viên park huấn uh, viên công Âu Q đã đưa ra đội hình gồm có nguyễn văn toản phan tuấn tài lương duy cương bùi hoàng việt anh vũ tiến long lê văn đô khuất văn khang đấy trần danh trung lê minh bình trường và Dũng, như vậy là ngày hôm nay à, thêm một cầu thủ nữa đó là trường hợp của Tùng, của Văn Tùng cũng đang không có mặt trong đội hình chính và đội hình dự bị thì của chúng ta thì vẫn có là Quan Văn chuẩn, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Văn Tùng, Huỳnh Công Đến, Dụng Quang Nho, Võ Đình Lâm, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Thanh Nhân, Đào Anh Việt, Lý Công Hoàng Anh và Trần Văn Công. Đấy. Đây là đội hình xuất phát của chúng ta nhé các bạn nhé. Các bạn có câu hỏi gì về liên quan đến tình hình của đội không? Mình cũng chỉ dám cập nhật cho các bạn đến như thế thôi Để rút kinh nghiệm lần trước Các bạn biết là lần trước khi mà chúng ta nói về đội hình Rồi nói về tình hình rất là nhiều những cái tình hình Thì về sau mình có được dỉ tai là Trước trận đấu, đến gần gần trận đấu thì hãng công bố Kiểu nếu không thì sợ là anh em nó bị ảnh hưởng Đó, Các bạn mình cũng đang cập nhật một ít thông tin liên quan đến U23 lên fanpage Thật sự là mất Lý Công Hoàng Anh và Thanh Bình là một mất mát rất lớn các bạn đánh giá thế nào ạ à? đó thực sự là trận này thì không phải các bạn lo đâu mà mình cũng lo chứ không phải là một mình các bạn mình nói ngay từ đầu với các bạn rồi là những cái trận đấu như này là những trận đấu khó khăn nó không đơn giản với chúng ta và nhất là khi chúng ta đang gặp vấn đề về mặt nhân sự nữa Mình nói là nhân sự nói chung chứ mình không nói là cái chuyện tiêu chảy Và chắc chắn là tối ngày hôm nay sau khi kết thúc trận đấu Huấn luyện viên Gong -Go Q sẽ nói về tình trạng này Bởi vì trước trận đấu thì cũng không có ai dám chia sẻ đâu Mình nói thật luôn các bạn là chiều ngày hôm nay mình vừa nhận được thông tin Chiều ngày hôm nay mình nhận được thông tin là khả năng cao là là chúng ta sẽ mất từ 3 đến 4 người Thì lúc đấy mình cũng cũng không dám đăng Nói thật luôn mình đã chuẩn bị thông tin để mình đưa lên fanpage rồi xong mình nghĩ nào mình lại thôi. Đấy. Bởi vì là các cầu thủ nhiều khi họ cũng đang chiến đấu. À, ví dụ như là ở những giây phút cuối cùng biết đâu họ được vào sân thì sao. Trong khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì luôn nhận được những cái thông báo từ bên phía đội U23. Đấy, cho nên là cái này là cái phải chia sẻ với các bạn như vậy. Đấy bạn Huyền Mai nó là ăn uống kiểu gì mà tiêu chảy cả đội, mình nghĩ là ăn uống ở trong đội thôi. Chúng ta thì cũng chưa biết nguyên nhân, bây giờ thì cũng chưa có ai nói nguyên nhân chẳng nhẽ nói là ăn đồ ăn của ban tổ chức mà lại bị thì nó lại không hay đúng không? À, ngày lúc trưa ngày hôm nay thì mình nhận được là 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 nó rơi vào các cầu thủ của chúng ta bị thì rơi vào khoảng tầm 10 người còn à, trước khi trận đấu diễn ra vào khoảng tầm cách đây khoảng tầm lúc 6 giờ tối giờ Việt Nam thì mình nghe nói là có ba cầu thủ là bị khá là nặng đấy, trong đấy là có Lý Công Hoàng Anh và có Thanh Bình nhưng bây giờ thì thì chịu Bây giờ thì không biết là trong số những cầu thủ ra sân này thì có những ai. Mình nghĩ là trường hợp như là của Hai Long, một số những cầu thủ dự bị ấy, khả năng cao là những người mà hiện nay cũng đang dính đòn. Cho nên là những cầu thủ mà được lựa chọn như thế này là khả năng cao là họ đang rất là ổn. Đấy thì chia sẻ với các bạn như vậy. Thì đó là cái thông tin liên quan đến đội U23 Việt Nam. Mình thì mình thấy là đội đã yếu rồi mà còn thực sự là uh, bạn uh, Thịnh Nguyễn chú Hải nói qua về đường đua công thức 1 ở Việt Nam đi cái này thì nếu mà các bạn muốn thì hôm nào mình làm một chương trình riêng uh, mình đang nói dở về cái câu chuyện mà chúng ta hiện nay đang vừa yếu và vừa thiếu đội của chúng ta thì yếu thì chúng ta nhìn thấy rồi đúng không có cái gì mà phải giấu đố đâu đấy còn thiếu thì uh, thiếu may mắn thiếu rất nhiều thứ Thật sự là hôm nay Lúc uh, trưa ngày hôm nay khi nghe được cái thông tin đấy mình cũng cảm thấy hơi sốc thật sự Mà nghe nói 10 người thì cũng rất là kinh Nhưng bảo là mọi người được uh, uống bổ sung cái mất nước với cả Xử lý vấn đề liên quan đến đường ruột thì mình nghĩ là ổn Xong rồi chiều thì cũng không thấy có thêm những cái tín hiệu là là Các cầu thủ của chúng ta phải đi ngoài nhiều nữa Đấy và anh em có vẻ ok thế thôi chút xíu vấn đề thôi không vấn đề gì cả mình thì mình nghĩ là ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi bởi vì cái lứa này cái chất lượng cầu thủ nó khá là đồng đều nó rất là gần nhau chứ là mình không nghĩ là nó có vấn đề lớn còn cái khó ở đây ấy, mà chúng ta chia sẻ ở đây ấy, là cái cách vận hành đội hình mới như thế nào chứ là huấn luyện viên công ông có quá nhiều lý do để mà để mà bất lợi ở trận đấu này thứ nhất là đội hình kém hơn luôn luôn bị so sánh này đấy là yếu tố đầu tiên này thứ hai nữa là chúng ta thấy là ngay khi ra phát là gặp ngay đối thủ nặng ký họ tích lũy bao nhiêu món nợ với chúng ta và cái thứ ba nữa là vấn đề liên quan đến nhân sự và chiến thuật nhân sự thì đấy bị ngộ độc tấn công rồi vấn đề liên quan đến hệ thống đập hệ thống cũ đi xây dựng một hệ thống mới mà vấn đề là thời gian nó còn rất là rất là ngắn trong một khoảng thời gian rất ngắn thành ra là thực sự là có vấn đề Bạn uh, Chí Trần có nói là thanh bình vượt trội mà đồng đều cái gì. Ok, bạn cứ cho là vượt trội thì đúng là vượt trội. Còn nếu mà bạn nghĩ là đồng đều thì nó là nó là đồng đều. Đấy. Uh, mọi người đang hỏi mình là xem có phải là bị chơi đều hay không, mình thì không có thuyết âm mưu đó. Thực sự là với những với những cái gì mà chia sẻ với các bạn đến thời điểm này thì uh, mình có thể khẳng định là U23 Việt Nam đang chịu hoàn toàn bất lợi. Đấy, cái đấy là bây giờ các cầu thủ chúng ta đã ra sân rồi thì thôi chúng ta cứ chia sẻ với nhau như vậy. À, bạn Tùng Trần có nói là ba trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh, Lương Duy Cương và Vũ Tiến Long, Thanh Bình nghỉ trận này có Lý Công Anh dự bị anh nhé. Đúng rồi, cái này thì đúng rồi ở đây, chúng ta có ở trong uh, trong danh sách dự bị đây. Trong danh sách dự bị làm gì có Bình đâu. Dự bị không có Bình mà. Nhưng mà nhưng mà trường hợp của Lý Công Hoàng Anh thì vẫn dự bị. Đấy, đấy là cái trường hợp mà mình đã nói với các bạn đấy. Là lúc trước thì bảo là khả năng cao là sẽ mất hai người. Nhưng mà về sau thì bảo là có cơ hội để có thể đăng ký được cả hai. Mình cũng không biết là những cái này là những cái thông tin mà 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 nó là như thế nào nhưng mà thôi các bạn cứ chờ. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta đã có đội hình xuất phát và cách thi đấu rồi. Chúng ta không có sự phục vụ của Thanh Bình rồi thì nó là đương nhiên rồi. Bạn Hòa Phạm mất hai trụ cột nơi phòng ngự thì nằm nắm chắc phần thua rồi anh Hải ơi. Thực ra hôm nay kể cả đội hình mình có đội hình mạnh nhất đi chăng nữa thì chúng ta vẫn thua thiệt hơn so với họ. Chỉ có một cái là mình lo không chỉ là ở những cái vị trí mà đã không thể thi đấu do vấn đề liên quan đến ngộ độc thức ăn mà mình còn sợ là những cầu thủ mà có mặt trong đội hình ngày hôm nay liệu họ có phải là 100% của mình hay không? Bởi vì các bạn biết rồi tất cả những cầu thủ mà bị có vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa thì gần như là không thể thi đấu được. Chú Hải có thể cho con biết người tiền nhiệm của thầy Park như thế nào ạ? Tiền nhiệm tức là người người đi trước thầy Park thôi. Thì bạn hỏi là người đi trước thầy Park là ở Việt Nam hay là ở Hàn Quốc? Nếu mà ở Việt Nam thì đấy là huấn luyện viên Hữu Thắng. Thực ra người tiền nhiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo chúng ta gọi là huấn luyện viên Hữu Thắng cũng được, mà gọi là huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng được. Vì chú Mai Đức Chung có làm hai trận đấu sau khi anh Hữu Thắng từ chức. À, Chí Trần có nói là liệu có thể trở lại với đội hình à, 532 hay không Mình nghĩ là khả năng cũng có Bởi vì là nếu mà đá như thế này Thì khả năng là sẽ là 532 hoặc 541 Bởi vì bây giờ chúng ta mà ra Mà chúng ta tốc ra chúng ta đá thì rất là nguy hiểm à, Phan Tuấn Tài sẽ đá hội bên trái Lê Văn Đô đá hội bên phải Có 3 trung vệ Gồm có Bùi Hoàng Việt Anh, Lương Duy Cương và Vũ Tiến Long Đấy Chúng ta có thể cắm một mình nhâm mạnh dũng ở trên Còn lại thì trường hợp như của Trần Danh Trung, Lê Minh Bình, À, Nguyễn Văn Trường hay là Khuất Văn Khang sẽ là những người đá ở vị trí tiền vệ. Mình nghĩ là trận đấu này đá với 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 cái sơ đồ là 5-4-1 là hợp lý nhất. Mình nghĩ là như vậy là đẹp nhất luôn. Đó, các bạn à, đấy là những cái chia sẻ của mình, không biết là các bạn à, cảm thấy như thế nào. Những cái thông tin như vậy thì thôi chúng ta cũng chỉ tạm dừng ở đấy thôi nhá. Chứ cũng không nói được nhiều hơn đâu. Hiếu Trịnh của nó là TV có trực tiếp bóng đá tối ngày hôm nay không cậu? Có nhé bạn nhé. À, một tiếng nữa là các bạn mở TV ra là có. Đúng 22 giờ chúng ta sẽ xem mình cũng sẽ chuẩn bị để mình xem rồi. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Trước khi chuyển sang phần câu hỏi của các bạn thì mình muốn chia sẻ với các bạn hai sản phẩm rất là tốt. Đó là Cao Ba Long hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở Nam giới và giúp các bạn kéo dài tuổi thanh xuân cho những người mà đã qua thời phong độ đỉnh cao hoặc là đang bị giảm chức năng đàn ông. Khi các bạn sử dụng cái này thì không chỉ là yếu tố liên quan đến sinh lý được cải thiện Mà nó còn giúp chúng ta ổn định thêm cơ xương khớp nữa Cho nên là những người mà lớn tuổi rồi chúng ta sử dụng cái này cũng vẫn là rất là tuyệt vời Những người chơi thể thao mà hay là bị gãy xương, gãy chân, gãy tay ấy, Chúng ta sử dụng cái này thì nó liền xương rất là nhanh Trẻ em mà bị còi xương chậm lớn biếng ăn hay khóc nhè Sử dụng cái này là số 1 luôn Các chị em mới sinh em bé nó điều hòa lại cho các chị em về nội tiết tố cho nên là cao ba long nó hỗ trợ cho mọi người để kéo dài tuổi thanh xuân. Số điện thoại mình để trên logo 02477778877 và website là donga vn Có đây là đông trùng hạ thảo quá tốt cho các bạn về sức khỏe để kéo dài cho các bạn tuổi tuổi thọ. Đấy vì nó sẽ tăng cường sức khỏe cho mọi người. Những người mới ốm dậy, những người đang bị ốm, những người bị suy kiệt về thể lực hoặc đang cần một chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe, chúng ta sử dụng cái này là rất chuẩn luôn. Bệnh nhân ung thư, bệnh nhân tiểu đường hoặc là bị Covid sử dụng cái này đều cực cực chuẩn luôn. Bởi vì nó sẽ đào thải tất cả những cái gì không tốt. Ví dụ như là hóa chất sau quá trình xạ trị và hóa trị. Hay là nó sẽ ổn định đường huyết cho những bệnh nhân tiểu đường. Hoặc là nó xóa dấu vết của Covid đối với những bệnh nhân Covid. Và không phải tự nhiên đâu. Mà chính Cục Dược phẩm Liên bang Mỹ họ đang nghiên cứu và đưa ra kết luận như thế với Đông Trùng Hạ Thảo. Đấy, số điện thoại mình vẫn để ở trên logo 02477778877 và website là đông á shop vn rất là mong là các bạn sẽ sử dụng cho bản thân mình cũng như là cho người thân thì nó quá là tuyệt vời luôn bây giờ các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhé chúng ta sẽ mình sẽ trả lời thêm khoảng tầm 15 phút nữa sau đó là minh hải xin phép sẽ dừng luồng livestream theo anh thì huấn luyện viên Gông Âu sẽ có phương án thay thế hợp lý như nào? Mình nghĩ là phải chuyển sang đội hình đá rằng dai để kiếm điểm thôi. Chứ không thể nào đá với đội hình là là bốn hậu vệ như kiểu 4-3-3 hay là hay là 3-4-3 như à như hay là 4-3-3 hoặc là 4-4-2 như là huấn luyện viên Gông Âu đã chuẩn bị trong những ngày trước. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy um, uh, hệ thống phòng ngự như thế này thì mình biết ngay là đá với ba trung vệ rồi. Đấy. Hoặc nếu không đá 442 thì có thể là Phan Tuấn Tài sẽ được đẩy lên đá vị trí tiền vệ lệch trái. Chúng ta cứ chờ đã để xem xem là cái bản lĩnh cái ý chí của huấn viên Gong OQ như thế nào. Mình thì mình nghĩ là đá năm hậu vệ cho nó hợp lý cho chắc ăn. Đấy, vì đấy là sự lựa chọn mình nghĩ là nó an toàn hơn. Còn không biết huấn viên Gong OQ sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu huấn luyện viên Park Hang-seo giải nghệ trợ lý Lee Yong Jin có cơ hội làm huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam không anh bạn Hiếu Phan? Mình chưa thấy ai bàn về việc này, mặc dù cũng đã có những người đề xuất rồi. Bạn Bạch Bách Nguyễn nói gì mình không hiểu lắm. Thực sự thì bây giờ nếu như mình mà là huấn luyện viên trưởng thì mình sẽ cố gắng làm sao đấy đá theo một cách an toàn nhất để kiếm điểm. Đúng không? Bởi vì là bây giờ đội đã yếu hơn thể lực đã đang có vấn đề sau một cái khoảng thời gian là là chúng ta bị tiêu chảy rồi lực lượng của chúng ta có lại mất nữa. Bây giờ mà chúng ta đá đôi công thì để tự sát à, đúng không? Theo mình thì mình nghĩ là như thế, còn các bạn nghĩ như nào thì tùy. Nhiều người nói là thôi cứ đá 442 hoặc là đá 433 thì tùy. Bạn Tuấn Trần của nó là người bị viêm đa khớp dạng thấp Có uống được cao 35 long không anh Hải ơi Bạn Tuấn Trần ơi bạn gọi điện hộ mình Bạn gọi điện cho các chuyên gia hộ mình Cảm ơn các bạn rất là nhiều Theo anh thì hôm nay Việt Nam có ghi được bàn hay không Nói thật là hôm nay khó Chính bản thân huấn luyện viên Gông Âu cũng đã từng nói Là hãy quên SEA Games đi Và chúng tôi đã quên SEA Games rồi SEA Games đã ở lại quá khứ rồi Cái thứ hai là bản thân huấn luyện viên Gông Âu cũng nói rằng là Ông ấy kế thừa lại cái cơ đồ của huấn luyện Park Hang-seo ông cũng cảm thấy thật sự là cực kỳ áp lực đấy là cái quan điểm cá nhân của mình là như thế đấy thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn về đội hình U23 rồi và mình cũng nói về cái cách chơi của U23 theo cái cách nhìn của mình rồi bạn Quang Anh Dương có nói là theo anh thì vấn đề tiêu chảy là lỗi của liên đoàn hay ban tổ chức Thực ra thì mình nghĩ cái này phải tìm lại cái cơ hội À tìm lại cái lý do Thì chúng ta mới có cơ hội đánh giá một cách chính xác được Bởi vì là nếu như bây giờ nếu Ví dụ như là một cầu thủ nào đấy ra ngoài mua một cái đồ ăn gì thiêu siêu Ở siêu thị về ăn Thì cả đấy cũng không ai biết được Đúng không? Chúng ta phải điều tra một cách kỹ lưỡng Chứ thực sự là Thật sự đôi khi cũng khó đúng không? Nó cũng là vì chúng ta Nó cũng là vì tất cả Trận đấu có va không chú Cứ AFC là có va nhé các bạn nhé Có đội hình rồi bạn ạ Có đội hình rồi Các bạn muốn xem đội hình đúng không Mình đã nói đội hình cách đây Đến tận khoảng tầm 15-20 phút rồi à, Mình nghĩ là chúng ta sẽ thi đấu Với đội hình là 5-4-1 thủ môn số 1 là Nguyễn Văn Toản Hậu vệ biên phải Lê Văn Đô Hậu vệ biên trái là Phan Tuấn Tài ba trung vệ đá ra ngang gồm có Lương Duy Cương, Bùi Hoàng Việt Anh và Vũ Tiến Long. Lương Duy Cương có thể đá ở giữa. Đấy, hoặc là Bùi Hoàng Việt Anh đeo băng đội trưởng thì cũng có khả năng đá giữa, nhưng mà mình nghĩ là khả năng cao là Lương Duy Cương. Đó, còn ở trên thì sẽ là bốn cái tên. Đó, có thể là danh chung sẽ là người đá ở giữa. Đấy. Còn là Minh Bình và Khuất Văn Khang sẽ đẩy giá biên, Nhâm Mạnh Dũng sẽ là người đá cắm. Và trong đội hình ngày hôm nay thì không đăng ký thi đấu cho trường hợp của Thanh Bình không biết là bạn đấy có ra sân được hay không. Lát nữa chúng ta sẽ để ý. Khả năng cao như này là là thanh bình khả năng là không ra sân được. Không ra sân là ý mình muốn nói là không ra sân để xem trận đấu ấy. Chứ còn đương nhiên là không đăng ký là không ra sân rồi, đúng không? Các bạn thấy là, là như vậy. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra nhé, mình sẽ trả lời các bạn. Càng nhiều câu hỏi càng tốt. Mình chỉnh lại cái đèn một tí nó đang hơi sáng quá đấy ok theo anh hải nếu chúng ta không thành công như thường châu trung quốc liệu ngài park có quay lại không mình nghĩ là không huấn luyện viên park hang seo đã nói không là không rồi và mình nghĩ là thôi thầy muốn nghỉ thì để cho thầy nghỉ chứ ai lại thế mình sẽ có một cái chương trình riêng để nói về huấn viên Park Hang-seo về bóng đá Việt Nam các bạn yên tâm. Khi nào huấn viên Park Hang-seo và liên đoàn có quyết định cuối cùng thì Minh Hải sẽ chia sẻ với các bạn. Huấn viên mới được thử thách bằng game khó lại càng khó. Thật sự là rất khó chứ không phải là khó. À, Hàn Quốc vừa nâng tỷ số lên 2-0 hay sao không các bạn ạ? Và Te Hoan là người ghi bàn. Nói chung là Hàn Quốc sẽ giành một vị trí đầu tiên Cái đấy thì khỏi phải bàn rồi Chúng ta trận đấu này rất cần có một kết quả tích cực với Thái Lan Cho nên là cũng không loại trừ khả năng là huấn luyện viên Gong Go Bây giờ thua thì thật sự là không còn gì để nói Mà hòa thì cũng chả khác gì thua Cho nên là có thể là huấn luyện viên Gong Go sẽ là người dám mạnh mẽ Mình thì mình chờ xem là cái tâm thế ông nhập cuộc ngày hôm nay như thế nào để, để chúng ta biết là cái bản lĩnh của ông ra sao mình thi thoảng đi công tác mình cũng bị ngộ độc trong khi ăn cùng với anh em anh em không sao nhưng mình lại bị có thể là do cái đường tiêu hóa của mình nó 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 khác so với người khác đội hình này ông ý tin dùng cái đội tập với ông ý ở đợt đầu ở hà nội đúng không không dùng quân của ông park ở sea games ông park này với ông park hà nội ông gomoku với ông park hà nội có gì giống nhau đâu Thực ra là huấn luyện viên Gomoku có cách nhìn riêng của mình. Và bản thân thầy Park thì cũng đã từng nói là huấn luyện viên Gomoku cũng là một người rất là giỏi. Nói chung là ngày hôm nay chờ mình cũng chả có kỳ vọng gì ở giải năm nay đâu, nhưng mà chúng ta sẽ cùng chờ thôi. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra đi. Tự nhiên đội hình mình bị hay sao thì chỉ có đội mình đội mình bị thôi. Đội mình bị từ buổi trưa cuối giờ sáng. mọi người đừng nói về đầu bị đầu độc nữa nhé trần danh trung là ai vậy chú bạn uh, phúc dương phúc dương không biết uh, trần danh trung à để mình lấy ảnh của trần danh trung cho bạn nhé trần danh trung là người mà trưởng thành từ lò đào tạo của viettel à, bạn đấy có thời gian đá cho sài gòn fc rồi nói chung là cũng nhiều nơi mượn bạn đấy để mình uh, lấy ảnh của trần danh trung cho bạn nhé trần danh trung đá khéo lắm mà gần đây mình còn thấy một cái nữa Thấy khá là mừng Đấy là Đấy là Trần Danh Trung bây giờ ngày Người càng ngày càng dày Thật sự Bây giờ mình thấy là người bạn ấy dày lắm ấy. Các bạn đợi mình tí nhé để Mình tìm Trần Danh Trung cho các bạn Danh chung đẹp trai lắm Giải năm nay đây danh chung đeo số 10 các bạn nhé Đây danh chung đây Danh chung này là mình quá chiều các bạn rồi đúng không Đấy đây là danh chung nhé các bạn nhé Như vậy là còn 45 phút nữa thôi Thì trận đấu sẽ diễn ra Các bạn à, ai chưa like thì nhớ like cho mình nhé Ai chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký cho mình Cảm ơn các bạn rất là nhiều Đó Trước khi sang phần trả lời câu hỏi thì muốn chia sẻ với các bạn về những chiếc áo Đây chiếc áo mình đang mặc đây nó rất là đẹp Và đây là của Vincento Đấy đây là một cái combo 5 chiếc của Vincento Giảm giá cho các bạn 50% Và có combo 5 chiếc Đấy Ngoài ra còn tặng các bạn thêm một chiếc ví Chiếc ví này là chiếc ví da bò thật Trị giá 500.000 đồng và có chữ ký của Vlog Minh Hải Đấy các bạn thấy không Vừa được tặng một chiếc ví trị giá 500 nghìn Vừa được giảm giá đến 50% áo Các bạn à, nhìn thấy trên logo chưa Có ba cái số điện thoại Và có website là vincento.vn Đây các bạn nhìn thấy chữ vincento đây Vincento các bạn vn phát là ra Ok Đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều Bây giờ các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra nhá Chúng ta sẽ chia sẻ luôn với nhau Đó thật sự là rất nhiều cái hay Đó. nếu bây giờ mà chúng ta có thêm một chút may mắn nữa thì mình hy vọng là chúng ta sẽ có được một cái thành công khi mà đối đầu với thái bởi vì là chúng ta đối đầu với thái chúng ta cần có một cái kết quả tốt khi đối đầu với thái có kết quả tốt rồi thì trận đấu với malaysia sẽ có thể quyết định được cái tấm vé đi tiếp của chúng ta Ồ oh, các bạn ơi các bạn đừng nói về chuyện đầu độc nhá Các bạn nghe nói đầu độc nghe kinh quá Thôi đừng đừng nói câu chuyện đó Các bạn có câu hỏi gì không? Anh Hải không đi khám lại xoang à. Chúc anh có nhiều sức khỏe nhé. Mình cũng đang điều trị nhiều khi nói thật là mình không điều trị xoang thì mình có thể là bình thường Nhưng mà khi mình điều trị về nó lại bị xoang nặng hơn Nhiều đêm bị ngạt không thở nổi Quỳ Nguyên có dám đôi cơm không anh Hải Cái này thì không ai dám trả lời các bạn ạ Bởi vì mình cũng không khác gì các bạn cả Ở Việt Nam bây giờ thì may ra thì Chỉ có người nhà cầu thủ Hay là ba đốn luyện và các quan chức của liên đoàn là biết thôi Chứ còn bây giờ chúng ta sẽ rất là khó biết là cái tình hình thể lực của các bạn đấy như nào Bởi vì một khi đã bị tiêu chảy thì nói thật luôn là các bạn đá bóng là rất khó Đá bóng là rất khó chứ đừng nói là là tấn công Mình mong các bạn là các bạn đừng nói đến những cái vấn đề liên quan đến đầu độc Bởi vì như thế nó không ổn tí nào Chúng ta xem lại thôi Mình cũng chỉ nghe được như vậy thôi Còn những thông tin mới hơn thì Có lẽ là sau trận đấu mình sẽ báo lại với các bạn Có thể trưa ngày mai chúng ta sẽ làm một chương trình livestream sớm Ngày mai mình sẽ lấy thông tin từ rất sớm và có thể livestream sớm để phục vụ các bạn. Có thể là 9 giờ hoặc 10 giờ sáng. Ngay sau khi có thông tin mình sẽ báo cho các bạn ngay. Phạm Mạnh Quang nói anh Hải có đoán được đội hình ra sân không ạ? Làm gì phải đoán nữa. Huấn viên công OQ công bố rồi mà. Huấn viên công OQ công bố rồi còn đâu mà chúng ta làm sao chúng ta phải 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 phải, phải dự đoán nữa. Đấy bạn bột Kenny có nói là đang đá vào đau bụng thì xử lý sao Không thể như thế được Đang đá vào đau bụng thì chỉ còn mỗi cách thay người thôi Văn Khang là quân của đội nào vậy chú Văn Khang khuất Văn Khang là quân của Việt Theo Đợt này các bạn nhìn thấy là Việt Theo lên U23 rất đông Và chúng ta bắt đầu nhìn thấy là đội tuyển Hà Nội đông U23 Việt Theo đông Và Hoàng Anh Gia Lai thì càng rơi bị càng ngày càng bị rơi dụng Hết trận anh có lên sóng uh, livestream không? Mình không. Hết trận là 12 giờ rồi thì thôi. Mình hỏi thật là các bạn là 12 giờ rồi các bạn có muốn lên sóng livestream không? Nếu các bạn muốn thì mình like, còn nếu không thì thôi. À, đang hóng trận đấu không biết trực tiếp trên kênh nào các bạn có thể xem trên VTV6 hoặc là các bạn có thể xem ở trên FPT Play. Tùy. Mục tiêu của giải này là gì? Huấn luyện viên Gogoku muốn Đái lập lại cái thành tích của huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng khó lắm. Chúng ta chắc là cũng chỉ cọ sát học hỏi thôi. Chứ năm nay cũng không thấy nói gì về mục tiêu cả. Các bạn muốn là hết trận đấu là chúng ta livestream luôn đó. Căng thế thôi, mai còn đi làm, sáng mai còn đi học nữa. Mai là thứ sáu đúng không? cố gắng nốt buổi cuối là sẽ sẽ là thành ngày cuối tuần rồi các bạn ơi các bạn đừng nói vấn đề liên quan đến tiêu chảy là có vấn đề liên quan đến người thái nhá mọi người đừng nói như thế như thế không hay tí nào đâu bạn thế hợp tv có nói là sức khỏe anh tốt thì livestream mình thì chả có vấn đề gì sức khỏe thì đang rất là ổn À, Nguyễn Tú bên Đài Loan nghỉ lễ anh ơi Ui, thôi, thôi, thôi. Mai mai Mình sẽ hỏi về vấn đề liên quan đến vấn đề tiêu chảy Nguyên nhân vì sao và như thế nào Sau đó là sáng ngày mai Mình sẽ livestream sớm cho các bạn Lâu lâu mới có cơ hội anh cứ livestream khuya đi ạ Hết trận live 30 phút thôi <laughs> Ok nếu các bạn muốn thì mình lại chiều các bạn thôi Thật sự là đêm mà livestream thì không biết có ai xem không nhỉ Ok nếu các bạn chốt thì uh, hết trận đấu livestream 30 phút nhá Ok thế thì chốt đi nhất trí Cảm ơn các bạn rất là nhiều Đó và các bạn đừng quên là chúng ta còn một sản phẩm nữa Đó là tăm nước Cái tăm nước cá nhân này để các bạn mang đến cơ quan mang đi công tác này Nó cực kỳ tuyệt vời Đấy Còn đây là cái tăm nước gia đình mình rất là mong muốn các bạn sử dụng bởi vì nó nó có 30 chế độ dành cho 30 loại răng khác nhau. Cho nên là người lớn, trẻ em, người già, tất cả mọi thứ đều ổn hết. Đấy và một đường nước nó sẽ bắn vào kẽ răng, rửa trôi những mảng bám, cuốn phăng đi thức ăn thừa. Đấy và mang lại cho chúng ta một cái hơi thở thơm tho, hàm răng chắc khỏe đến tận vĩnh viễn luôn. Nhá. Thôi được rồi, các bạn muốn thì mình cũng sẽ chiều các bạn thôi, chốt. Đúng khi trận đấu kết thúc chúng ta sẽ livestream còn uh, rất là nhiều người cũng chia sẻ với mình có nhiều người nói là bảo là phủ nhận bị tiêu chảy rồi bị uh, sốt hay là gì đó mình cũng nghe cái thông tin đó nhưng mà thực tế ra là sốt là do nó bụng còn uh, chia sẻ luôn với các bạn luôn là cái vấn đề nó cũng không hề đơn giản bởi vì để chú, các bạn biết là để chúng ta mình nói thế nào nhỉ để mà quản lý một đội bóng thì nó không đơn giản tí nào. Chỉ muốn nói với các bạn như thế thôi. Nói chung là VFF thì bao giờ họ cũng sẽ phủ nhận thôi. Chúng ta chờ một lát nữa mình sẽ xác minh lại những cái thông tin này, vì bây giờ nó đang có rất là nhiều những cái luồng thông tin các bạn ạ. Thế uh, chia sẻ với các bạn nhé, như vậy thôi. Còn lại thì uh, mình uh, xin phép các bạn là mình dừng luồng livestream ở đây. Uh, sau trận đấu chúng ta sẽ livestream 30 phút, đúng 30 phút thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.